Hello, xin chào anh em. Mình mới mua cái mic thu âm 4 triệu rưỡi nè anh em. Đấy. Đây mình quay trên điện thoại cho anh em xem, quay cảnh nhà của mình này. Nhà ở thôn quê này anh em. Cái tôn mấy miếng tôn cũ á, mấy miếng tôn cũ không về ông bảo ông làm hàng rào anh em. Đấy. Đẹp không anh em? Mới mua cái mic chơi lớn luôn anh em, mua cái mic 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi chưa tính cái cục adapter 1 triệu rưỡi nữa nha. Nên mình quay bằng điện thoại cho nên không cần cục adapter anh em. Đấy, cảnh như bình củi nè. Củi này bữa nay mình review nấu hải sản cho anh em xem nha. Đấy, cảnh nhà bình vừa rất là thôn quê nha anh em. Rất là thôn quê, đồ đạc cùng phơi ở trong nhà mái tôn nè. Đấy. Quay anh em xem bê đồ lặt vặt lung tung của nhà bình mấy quạt rồi đấy. Em bữa nay mình mua cái mic ghi âm không dây cho nên là bữa nay bưu tế họ đem tới bây giờ ra nhận nè anh em. Kéo kéo gì hát cả ngày luôn trời. Bữa qua nhà kia hát, bên đây nhà kia hát, mốt nhà bên cạnh đi hát. 4.555.000 này mua cho YouTube. Còn mic thu âm rồi đủ rồi 55.000 đúng chị, rồi đủ, cảm ơn chị nhiều nha. Đây anh em, 4.555.000 mình khỏi cần coi luôn, trong này có cái gì vô nhà mình coi sau. Này là cái bộ mic thu âm anh em, mic thu âm cho rõ để phục vụ anh em á. Này là mic thu âm nha, chưa tính cái cục adapter anh em. Cái này là chưa có gắn vô GoPro được nha. Còn cái cục adapter 1.500.000 nữa đang trên đường gửi về nha anh em. Đây chỉ là cái mic thôi. Vừa rồi là mình có mua một cái gimbal chống rung là 2.000.000. Bây giờ mua cái mic 4.500.000 nữa là 6.500.000 nè. Còn cái chống rung, còn cái cục adapter 1.500.000 nữa là 8.000.000. Bây giờ mình mới về nhà mà mình mua tới 8.000.000 anh em. Chuẩn bị mình mua một con flycam tầm 20.000.000 nữa nhưng mà hết tiền rồi. Không dám mua thêm nữa. Đây 4.555.000 sơ xài gì thôi anh em. Đó. Mình chưa khui luôn. Đó. Mình chưa khui luôn. Dán rất là đơn giản ha. Đây. 4.555.000 nhưng mà chưa sử dụng được nha anh em. Muốn gắn vô con GoPro là phải có cái cục adapter. Cục adapter nó tầm 1.500.000 á. Nó lấy tiền này còn thối lại đây. Mang ra 5.000.000. Đó. 5.000.000 còn lại một tờ 500.000. Mình đưa 4.500.000. Ok anh em, bây giờ mình sẽ khui hộp nha anh em, bắt đầu khui hộp cho anh em xem. Này là mình mua ở Hector Camera nha, Hector Camera, người gửi là Trần Cao Quang Minh. Nội dung code là 4.555.000. Bình thường mình chuyển khoản mấy món, hôm trước mình mua cây gimbal mình chuyển khoản. Nhưng bữa nay mình ship code. Bữa nay bởi vì trong tài khoản của mình là hết tiền rồi. Cái mẻ này quan trọng để làm YouTube lắm nha anh em. Cái hộp rất là sơ sài anh em ơi, cái hộp bên ngoài sơ sài lắm. Để coi thử ở bên trong nó đẹp không nha. Đây cái bàn review của mình là, cái này không phải là review nha anh em. Cái này là khui hộp. Cái này là bỏ tiền là khui hộp chứ không phải là review. Review là nói chung là nó mang tính chất là chỉ dẫn. Còn cái này là mình gọi là mình bỏ tiền ra bóc hộp. Bóc hộp cái này là chỉ là một cái mic thu âm giống như cái mic cầm đỡ nói thôi anh em. Đó. Nhưng mà nó làm gọn, nó làm không dây. Nó làm không dây nha anh em.
này nó te nó lấy cái be cái hộp giảm dẻo anh em, be hộp giảm dẻo te nó ấy vô gối vô chứ không phải là một cái hộp viên. Bằng keo tùm lum hết chén quá. Đây. Đấy. Này thôi. 4 triệu rưỡi, phí cốt 55 ngàn nữa. Nè anh em, vô đơn nè anh em. Hector camera.vn2 34 L Lai, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, phiếu giao hàng. Quận 1, Hồ Chí Minh nhà nè anh em, người nhận bố về nè. Có tên mình luôn. Tiền thu hộ cốt là 4 triệu rưỡi. Đấy. Mitro Wireless CE số lượng 1. Vui làm kiểm tra hóa đơn trước khi thanh toán. Đây. Bên này cũng vậy anh em, khách hàng bố về không có gì hết. Đây, bảo quen bên, giờ mình khui hộp. Cái này khui hộp chứ không phải review nha anh em. Cảm giác hồi hộp quá. Coi thử hình như cái hộp này khui chưa nha anh em. Hộp này chưa khui anh em ơi. Còn cái tem siêu này. Đấy. Cái tem siêu của hãng Midrot nè anh em. Hãng Mid này nổi tiếng lắm. Mình thì làm cũng thường thường thôi, nhưng mà mình thích mua ba cái đồ xịn xịn anh em. Mình xài nó đảm bảo hơn. Chứ mua ba cái đồ dởm bảo hành bảo đồ mệt lắm. Mấy cái hãng bảo hành mình mệt lắm. Rất là mệt mỏi với mấy ông bảo hành. Ngày 27 tháng 9 gì đây? 27 tháng 9 là gì đây? Hôm nay là ngày 8 tháng 10. Cái này ấy anh em, cái này mới nhập hàng vô. Bởi vì hôm trước mình có đặt hàng mà nó hết hàng luôn anh em, bán chạy lắm. Này mở ra sao trời. Hay là đẩy lên. Như là gỡ trên đây lên ra luôn anh em. Gỡ đây ra luôn nè. Tiếp thêm. Gỡ đây ra luôn anh em ơi. Ủa không phải, đẩy cái này xuống được không? Trẻ hiểu nói. Xí đất cho hợp uống thế. Ghét quá. Xí chơi gì luôn anh em. Dù sao cũng mua đâu. Mình mua nó mà nó làm khó mình là mình bập. Ra. Đấy. Như kia kéo ra một chiều ra. Làm báo cắt cái hộp. Ô léo. Nói chung là dài là cũng chưa gọi là bóc siêu anh em, làm rất là kỹ. Giờ mình chưa gọi là bóc siêu nha, bây giờ mới bóc siêu nè. Đấy. Bóc siêu, gỡ tem anh em, này gọi là gỡ tem nè, bóc tem em đó. Đấy. Ở trong anh em ơi, mình quay cái khu vực rất là tối. Bên đây trời sầm mưa rất là tối anh em. Này chắc là rốt thiệt rồi anh em, mít đúng đúng chính hãng đó, mít rốt luôn á. Đẻo quá, hạnh phúc anh em. Bỏ tiền ra nhưng mà thấy hạnh phúc á. Để phục vụ anh em cho nó hay hơn á. Đây. Đây. Made in Australia anh em ơi. Nói chung là cái này là niềm mơ ước luôn anh em. Nói anh em nghe, anh em nói mình xèo kia cái này rồi như là cái niềm mơ ước luôn á. Đây anh em, mình mua hai cục nhỏ xíu này nè, to hơn ngón tay cái xíu bằng hai ngón tay này, 4,5 triệu nha anh em. 4,5 triệu chưa tính cái cục adapter để gắn cho cái GoPro. Cái này là mới gắn được cho điện thoại thôi, còn gắn cái cho cái GoPro của mình đây là phải thêm 1,5 triệu nữa mới xài được cho cái GoPro này đó anh em. Rất là tốn tiền và ba cái YouTube lặt vặt này nè anh em. Cái mình chỉ anh em xem một cái điều ở trên cái mic là một số anh em xài là nói nó bị rì á. Ngay bây giờ mình đỡ gần này cái cục thu âm này nó thu mình cho rõ. Còn mình chỉ cho anh em cái cách mà khỏi rì nè. Đó anh em bấm cái nút này nè,
đó, nút dơ bơ nè ở cái mức thấp nhất đây là âm thanh nó thu vô nó không có gì. Đây anh em kêu lên chút, kêu lên chút nữa là thu cái tiếng nghe nó khác liền anh em, mình nói anh em nghe nó khác liền đó. Xuống mức thấp nhất đây là âm thanh nó thu vô nó rất là trong trẻo nha anh em, còn lên mức nữa là nó thu vô nó rất là rì. Nói chung mà đỡ có một cái mic như thế này á, kết hợp với cái Go Pro á là tầm 7 triệu nha anh em, tầm 7 triệu là có, 6 triệu đến 7 triệu tùy cái nơi mua, tùy cái người bán nữa. Còn hai cái sợi dây sạc này anh em, cấp 2 sợi dây sạc mở tăng chưa xài luôn. Đây hai sợi dây sạc chưa xài luôn anh em ơi. Đấy, của Rode, mic Rode thì anh em biết rồi, đồ xịn không à. Bữa nay là mình đầu tư lớn anh em xem luôn. Đây mình mới mua một cái cây chống rung nữa, cây chống rung mua thường thường thôi 2 triệu nhưng mà không có mang ra đây. Vô làn con mình nó thấy mình nó đòi nên là lén ra ngồi này nè anh em, lén ra ngồi cái bàn nè, cái bàn là sát bên ngồi sau hè nhà bên này rồi mới review mới được. Do nhà gặp con là nó đòi. Thấy cái đồ be đồ lạc giặc này giống đồ chơi nè anh em. Đòi nó chạy theo nó bắt lung tung nè, lạc bắt không có làm. Cắp theo hai cái miếng long long này nè. Mà nhiều khi chắc mình nghĩ cũng không cần thiết lắm đâu. Một cái sợi dây này đỡ gắn cho máy ảnh nữa. Đấy. Đó, còn cái sợi dây này á, sợi dây này mình có được là trước kia mình mua cái mic Boje nè. Mua mic Boje 500 ngàn không xài gì luôn. Giờ xài được sợi dây này rất là ok. Được, khỏi mua sợi dây này anh em. Sợi dây này nếu mà mua của Rode là 380 á. 380 400 anh em. Này mình mua của Boje luôn. Mua của Boje mình không xài bởi vì mình đưa đi mà mình đi xe hoặc thở nên không xài được. Rồi cắp cái túi ở bên nè, hiểu không? Xíu xíu bỏ hai cục này vô, đi quay camera hành trình rồi chỗ kia chỗ nọ cho anh em xem. Quay để mua mic này mừng quên anh em ơi, tốn tiền mà thấy mừng mừng sao á. Có cái âm thanh tốt để phục vụ anh em á. Bởi vì giờ thu âm thấy nó rất là tốt anh em. Có con mình nó lên nó quậy rồi, con chị xuống đi. Không có quay trĩ em vô được anh em. Quay trĩ em vô là YouTube nó bắt bản quyền á, cho nên là sợ có trĩ em vô thì nó lên nó rí không. Lên đi con chị xuống đi, con chị xuống chỗ mẹ ơi. Ở bên làm ăn nha. We let go Rode. Hàng xịn đàng hoàng. Mới vừa cui hộp luôn buổi chiều ngày hôm nay. Cui sau hè. Đó, cui sau hè nha anh em, không có một cái chỗ thành soạn để review luôn. Đây, order này của Hector Camera. Order này anh em. Tại Hector Camera. Khách hàng bố về nè. Đây. Ok. Có đơn thu hộ. Xin chào anh em nha. Quế để quế mừng.